Trong các bản tin nhật ký cuộc sống trước, chúng tôi đã phản ánh câu chuyện về việc 80% người dân của một thôn tại xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị nhiễm độc trì do việc xả thải của công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ. Liên quan đến vụ việc này, mới đây Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã ra thông báo về kết quả xử lý ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp này. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn sau khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân đã thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ. Sau nhiều lần tiến hành quan trắc môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận môi trường đất, nước, không khí khu vực nhà máy cơ bản vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Hồ chứa nước bên trong nhà máy bị ô nhiễm kim loại nặng, môi trường không khí tại nhà bà Mã Thị Điệp cách nhà máy 50 m bị ô nhiễm trì. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ 70 triệu đồng. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng tiến hành thanh tra nhà máy từ ngày 27 tháng 12 năm 2017 đến ngày 27 tháng 3 năm 2018 và xử phạt vi phạm hành chính gần 704 triệu đồng, buộc khắc phục các vi phạm. Nhà máy chỉ thỏi của công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ đặt tại thôn An Chi, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đi vào hoạt động từ năm 2010. Theo phản ánh, từ khi nhà máy này đi vào hoạt động, người dân ngày đêm phải hít thở trong bầu không khí khét lẹt mùi khói xả của nhà máy. Qua kiểm tra y tế cho thấy, hầu hết người dân trong thôn đều bị nhiễm độc trì ở các mức độ khác nhau. Đáng chú ý, có cả những em nhỏ dưới 6 tuổi bị nhiễm độc trì ở mức độ nặng, sau thời gian điều trị đến nay vẫn chưa thuyên giảm.